nước, vặn nước, múc nước, rót nước, uống nước. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con vẫn trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Thánh Vịnh. Nhu cầu về nước của con người và của muôn vật là rất lớn. Có nước là có sự sống. Bởi vậy, trong sách Sáng Thế, tác giả tài liệu David đã quan niệm công việc sáng tạo có liên hệ đến nước. Sự sống của thảo mộc trong vườn Eden tùy thuộc vào con sông chảy trong vườn, và cũng con sông này sau đó phân thành bốn nhánh để đem sự trù phú cho các vùng đất khác. Các nhà khoa học ngày nay đang cất công tìm hiểu những hành tinh chung quanh chúng ta có tồn tại sự sống hay không bằng cách đi tìm những dấu hiệu về sự hiện hữu của nước ở đó. Nước rất quan yếu cho con người, nên người xưa thường tìm về những nơi có nguồn nước để định cư, sinh sống. Họ phải ở gần sông, gần suối để có nước sử dụng cho sinh hoạt và trồng cây. Thánh Kinh ghi lại rằng các tổ phụ do sinh hoạt bán du mục nên rất ưa chuộng những vùng có nước. Nước kéo dài đời sống cho người mẹ và đứa con. Sách Sáng Thế 21 câu 14. Nước được dùng trong tục đón khách. Sáng Thế chương 24 câu 32. Trong suốt thời gian hành trình sa mạc, một trong những chống đối của người Do Thái là đòi uống nước. Thế là Mô-xê được quyền của Thiên Chúa đã làm cho dân hết khát, xuất hành và dân số. Đối với ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa đã trở thành nước suối Siloa trôi chảy nhẹ nhàng. Còn Giê-rê-mi-a tuyên xưng Thiên Chúa là mạch nước sống. Với Ezekiel thì Thiên Chúa hành động giống như nguồn suối và canh tân tâm hồn các tín hữu. Từ đền thờ tái thiết là nơi Thiên Chúa ngự trị, sẽ vọt ra một dòng sông tràn đầy nước đem lại sự sống. Cành lá, cây cối sẽ xum xê, sinh ra hoa trái bổ dưỡng và lành mạnh. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn luôn rất cần nước để uống, để nấu nướng, để giặt giũ, để lau rửa. Và để có thể sống được, con người cần nước. Nước đem lại sự sống và Thiên Chúa chính là nguồn nước đem đến sự sống. Bởi thế, các ngôn sứ thường hướng mọi người đến với lòng khao khát Thiên Chúa. Các ngươi sẽ hoan hỷ múc nước nơi nguồn suối cứu độ. Thời Chúa Giê-xu, vào ngày lễ liều, người ta sẽ tiến về suối Siloa, múc nước suối đựng trong chiếc vò vàng và rước về đền thờ. Tại đây, đang lúc hát thánh vịnh, vị thượng tế đổ nước trên bàn thờ toàn thiêu, biểu tượng cho sự trù phú khi Thiên Chúa cho mưa xuống trên dân. Nghi thức phụng vụ này gửi cho các tín hữu biết rằng chính Thiên Chúa là mạch nước hằng sống. Quay trở lại với cuộc sống thực tế, tính ra trong một ngày, chúng ta có rất nhiều lần tiếp xúc với nước. Khi rót nước để uống, khi múc nước để rửa mặt, rửa tay, rửa chân, rửa xe, khi lấy nước để tắm giặt, nấu nướng, với cái nhìn tâm linh qua nội dung Thánh Kinh vừa trình bày trên, chúng ta hiểu rằng đây không phải là những cơ hội để đáp ứng những cái nhu cầu của cơ thể và của sinh hoạt con người mà thôi, nhưng còn là để chúng ta hướng về Chúa. Vậy mỗi lần tiếp xúc với nước, chúng ta hãy đọc thầm đoạn thánh vịnh sau đây. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con vẫn trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Đó là những câu đầu tiên của thánh vịnh 41. Một thánh vịnh tràn đầy chất thơ vì chứa đựng nhiều hình ảnh cảm xúc. Tác giả thánh vịnh có lẽ đang ở phía bắc Palestine, dưới chân núi Hermon, chỗ các nguồn sông Jordan để từ đó chảy đi khắp miền đất hứa. Vì thế mà có những hình ảnh suối, thác, Nai
ở đây. Rồi từ hình ảnh cụ thể nay tìm về suối, tác giả nói lên lòng tha thiết muốn được thấy thánh nhang, nghĩa là về đền thờ. Hình ảnh con nai khát nước là biểu hiện cho con người cầu nguyện hướng cả con người gồm cả hồn xác của mình về Chúa. Đấng dường như xa cách chúng ta, nhưng vô cùng cần thiết đối với ta. Bởi thế, tác giả thánh vịnh này tiếp tục thổ lộ nguyện ước mãnh liệt của mình. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhang? Lúc này tác giả đang khát khao đến với Chúa vào đền thờ. Khát khao ấy còn được bừng lên hơn nữa khi nghĩ về một quá khứ đầy hân hoan vui sướng với những cử hành phụng vụ nay không còn nữa. Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, thở tiếng về liều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người chảy hội tưng bừng. Như đã biết, tác giả của chúng ta đang ở mãi tận phía bắc Palestine, một vùng có những nguồn nước thiên nhiên như sông Jordan, như rặng Hermon cao nhất, như ngọn núi nhỏ và xa lạ Misa. Tác giả đang cảm thấy xa cách Sion và những dòng nước ở đây chẳng thể làm cho ông giãn khát như những dòng nước ở Sion. Dù thực tế quân thù chê cười, lăng nhục và áp bức, bị đày, lang thang tiều tụy và phiền não tư bề như thể Thiên Chúa hoàn toàn vắng bóng trong những ngày thử thách ấy. Nhưng không, con người cầu nguyện, con người đang khao khát Chúa, vẫn một niềm hy vọng và cậy trông nơi Chúa. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người. Người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Hiểu biết vì một chút Thánh Vịnh 41 để hôm nay đọc lại trích đoạn này mỗi khi tiếp xúc với nước, mỗi khi nhìn thấy nước, nhất là khi uống nước. Chúng ta nhớ tới tâm tình khao khát Thiên Chúa mãnh liệt của tác giả Thánh Vịnh và ước mong cho mình cũng tràn ngập tâm tình nhung nhớ, khao khát mỗi mòn Thiên Chúa như thế. Nhưng vì sự ấy, chúng ta cũng khao khát luôn cả ơn của thần khí. Và như trẻ sơ sinh khao khát cả sữa tinh tuyền là lời Chúa, chúng ta hướng cả tâm hồn mình về với Chúa Kitô và nguyện xin Ngài ban nước trường sinh như đã hứa để chúng ta không còn khát nữa. Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi sẽ cho trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Tạ ơn Chúa.